Xin chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Thì mấy tuần vừa rồi thì rất là bận về công việc ở farm nên là mình không có qua được cái video mới chia sẻ về cái cuộc sống cũng như những cái câu hỏi của các bạn về cái chương trình thực tập sinh tại Mỹ. Thì hôm nay mình cuối tuần này cũng có thời gian nên mình sẽ quay một cái MV để mà chia sẻ cái vấn đề là kinh nghiệm để phỏng vấn đỗ visa Mỹ 100%. Thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Thì đầu tiên thì để các bạn đỗ được visa Mỹ thì chúng ta phải hiểu được rằng là khi chúng ta đi vào đại sứ quán để phỏng vấn visa đi Mỹ á, thì chúng ta đang coi như là đang đi bán hàng, chúng ta đang bán bản thân của mình, các bạn thấy không? Thì làm sao để mà người mua hàng, khách hàng của chúng ta lại đó là những phỏng vấn viên ở đại sứ quán, người ta sẽ là người mua hàng, nên chúng ta cần phải giới thiệu cái mặt hàng, tức là giới thiệu của bản thân mình, làm sao cho có giá trị để người ta chấp nhận mình qua Mỹ. Ok, bây giờ có những cái vấn đề như thế nào. Thứ nhất là người ta muốn biết là mình là một người tốt, là một người tốt, là một học sinh giỏi. Thì để chứng minh vấn đề này như thế nào, các bạn phải có là bằng đại học. Thì ví dụ như các bạn loại khá loại giỏi thì các bạn phải đem bằng đại học theo, bằng đại học gốc theo để show cho người ta thấy tao này là sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi nè, sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá nè, đúng không? Là người ta thằng này là một học sinh giỏi rất tốt, là qua Mỹ là sẽ học tập rất là tốt. Đó, ví dụ như các bạn có các cái chứng chỉ gì về nghiên cứu khoa học hay là chứng chỉ về gì về cái bên cái lĩnh vực hoạt động xã hội á, thì các bạn nên mang theo để show cho người ta. Tao là một người tốt nè, ví dụ tao từng tham gia giúp đỡ này, giúp đỡ kia để chứng minh các bạn là một người tốt. Là xong. Rồi. Đối với những bạn mà đi Israel về á, thì các bạn có cái chứng chỉ Israel thì các bạn cũng mang theo để show người ta. Tao đã từng qua Israel 1 năm, tao thực tập về nông nghiệp bên đó nè, tao có chứng chỉ này, tao đã hoàn thành tốt bên đó và tao quay về lại Việt Nam nè. Và cái, đó là xong cái vấn đề là chứng minh mình là một người tốt, một người học sinh giỏi. Và cái vấn đề tiếp theo á, là mình qua Mỹ và mình sẽ qua trở về Việt Nam, chứ không qua đó với một đất phi pháp và ở lại bên đó. Người ta rất sợ là người Việt Nam qua đó ở lại luôn và trốn lại làm việc bất hợp pháp bên đó. Thì người ta sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi để mà phỏng vấn mình, để mua coi là mình là có muốn qua đó là ở lại luôn hay không, trốn ở lại bất hợp pháp không. Thì chẳng hạn như một số câu hỏi như thế này. Thì sau khi hoàn thành cái chương trình thực tập sinh bên Mỹ thì bạn có ý định gì? Đó, thì cái câu hỏi này người ta sẽ thăm dò mình là thế mình có muốn về Việt Nam để làm gì hay không? Thông qua câu trả lời của mình á, người ta sẽ biết được là mình có muốn quay về Việt Nam hay không. Đó là, nên là các bạn phải chuẩn bị cái câu trả lời này rất là chu đáo để cho người ta biết. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn trả lời. Và cái vấn đề tiếp theo đó là vấn đề tài chính. Người ta muốn rằng là mình có đủ khả năng tài chính để chi trả các khoản chi phí khi mình học tập và là học tập và ăn ở tại Mỹ. Thì đó với cái loại visa J-1 này á, thì nó không có yêu cầu về chứng minh tài chính. Nhưng mà đôi khi á, là người ta cũng hỏi các bạn là thế ai sẽ là trả những cái khoản phí này? Thì các bạn có thể trả lời là tôi là người trả, I pay by myself. Thì như thế nào, tiền ở đâu ra là mình có để mình trả. Thứ nhất là nếu mà những bạn mà đã đi Israel về á, thì các bạn nói là tôi có một tiết kiệm một ít tiền ở bên Israel, nên là bây giờ tôi có để tôi trả cho cái chi phí cho cái chương trình thực tập sinh tại Mỹ. Còn đối với những bạn nào mà chưa đi Israel về thì các bạn nói tôi đã tốt nghiệp đại học và tôi đã đi làm cho công ty ABC, tôi có dư một khoản tiền như này, tôi có thể tự trả cho chi phí cho bản thân mình. Và bây giờ mình sẽ qua lại cái vấn đề mà lúc nãy nói là về cái vấn đề là mình sẽ qua lại Việt Nam, tức là mình có một cái mối ràng buộc để qua lại Việt Nam sau khi hoàn thành xong cái chương trình thực tập sinh tại Mỹ. Thì như thế nào, người ta sẽ hỏi sau khi bạn thực tập sinh bạn sẽ có mục đích gì ở tương lai, thì người ta hỏi thì mình sẽ trả lời như thế này. Đó là các bạn hướng đến cái vấn đề là tôi muốn quay về nước, là tôi sẽ làm trong cái lĩnh vực này, công ty nước ngoài ABC gì đó. Các bạn càng rõ ràng thì báo, ví dụ như tôi sau khi thực tập sinh xong tôi muốn quay về Việt Nam đó, làm tại Lâm Đồng cho công ty Nhật Bản, ví dụ như Tokyo, công ty Yamaha ví dụ chẳng hạn vậy. Các bạn càng rõ ràng càng chi tiết là người ta càng thấy là các bạn đã có kế hoạch rõ ràng và người ta tin tưởng bạn. Chứ bạn đừng có nói là ví dụ như tôi về Việt Nam tôi sẽ tìm một công việc phù hợp với chuyên ngành. Câu trả lời nó quá chung chung, người ta không tin tưởng bạn. Và càng chi tiết càng tốt. Khi tôi về Việt Nam tôi sẽ ví dụ như là tôi
lên Đà Lạt, tôi thuê đất, tôi mở một cái trang trại. Các bạn càng chi tiết ra càng tốt. Mục đích của bạn thì tùy tùy vào mỗi bạn có mỗi mục đích khác nhau, thì mình chỉ liệt kê hai cái ví dụ sơ ra như vậy cho các bạn để các bạn dễ hiểu. Rồi, và một cái vấn đề nữa đó là câu hỏi tiếp theo người ta hay thường hỏi là bạn qua Mỹ để làm gì? Thì đối với câu hỏi này á, các bạn phải trả lời cực kỳ chi tiết ra. Ví dụ tôi muốn qua Mỹ để làm gì? Tôi muốn qua Mỹ để tôi học về ví dụ như là phân bón gì? Ví dụ như là phân bón NPK hay là phân bón gì, các bạn phải rõ ràng ra. Rồi thuốc trừ sâu thì thuốc trị các bệnh gì, các bạn cần học về trị các bệnh gì, bệnh ABC, bệnh côn trùng, bệnh này. Đừng có nói là tôi muốn qua Mỹ để học về nông nghiệp cao của Mỹ. Câu này nó quá quen rồi, nó chung chung quá, ai cũng trả lời như vậy, nên là dễ rất dễ đó. Các bạn phải nói rõ ràng nè, ví dụ tôi muốn qua bên farm hoa, ví dụ hiện tại mình là farm hoa đi, tôi muốn qua Mỹ để tôi thực tập về farm hoa, tôi muốn học cái cách để mà cho hoa nó nhanh ra, cái cây nó nhanh ra hoa trong cái thời gian trong mùa đông, để mà tiết kiệm cái chi phí và nguồn nhân lực đó. Các bạn càng rõ càng chi tiết ra thì khả năng đạo của các bạn rất là cao. Và người ta đối với những bạn đi Israel về thì người ta sẽ hỏi là thế bạn qua Israel làm gì đó, thì các bạn phải nói là tôi qua Israel 10 tháng 11 tháng tùy tùy cái trung tâm của bạn, tôi qua đó để làm gì, tôi học chăm sóc cây, tôi học thu hoạch, tôi học cắt tỉa, tôi học gì. Các bạn phải rõ ràng là kể sự thật các bạn đã làm gì với nó, đừng có nói là tôi qua bên đó để thực tập nông nghiệp, nó quá ngắn gọn thì người ta không tin. Các bạn phải càng liệt kê chi tiết những gì các bạn đã làm, đã học bên Israel, hỏi rõ ràng ra. Còn một trường hợp nữa là ở đại sứ quán Mỹ và lãnh sứ quán Mỹ tại Việt Nam, người ta rất ngại đối với con gái, và con gái rất là khó đạo visa hơn là nam. Tại vì như thế nào, thật ra là thì cái tỷ lệ mà các bạn nữ mà qua bên Mỹ thực tập sinh và lấy chồng ở lại Mỹ hàng năm thì rất là thường gặp nhiều. Cái vấn đề nào là bạn bè mình vậy, năm trước những anh chị mình cũng biết, năm trước qua xong thực tập sinh ở lại có chồng luôn, năm nay cũng vậy, bạn bè mình cũng đã có người đến non lấy chồng Mỹ. Nên là đối với một số bạn nữ là rất là khó đạo visa là vậy. Nên là đối với bạn nữ, các bạn phải chuẩn bị thật là chu đáo kỹ các câu hỏi để có các ràng buộc. Ví dụ như có một bạn của mình, một bạn nữ của mình cũng phỏng vấn visa Mỹ nhưng mà rớt, thì cũng vì cái câu hỏi là thêm bạn cái nhau chưa, thì bạn đó là trả lời là chưa. Rồi người ta hỏi về cái gia cảnh gia đình thì bạn đó trả lời thật, nhưng mà hỏi về cái vấn đề mà hôn nhân á thì bạn đó trả lời mông lung quá, thì người ta mới nghi ngờ có khi đứa này nó qua bên Mỹ thì nó kiếm chồng Mỹ nó lại luôn, nên là người ta cho tạch rớt luôn. Thì trong cái đó nó gây là không có điều kiện ràng buộc để bạn quay về Việt Nam đó. Nên là các bạn đối với các bạn nữ phải rõ ràng ra. Và nếu như trong cái hộ chiếu của các bạn đã từng đi được một vài nước rồi thì cái cơ hội đảo nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với một cái hộ chiếu trắng trơn. Rồi còn cái vấn đề mà chứng chỉ tiếng Anh á, thì đối với visa J1 này của các bạn là cho diện theo dạng trao đổi văn hóa dưới một năm á, thì người ta không, đại sứ quán không yêu cầu bằng cấp về tiếng Anh, người ta chỉ test cái khả năng tiếng Anh của các bạn bằng interview trực tiếp các bạn thôi. Nên cái vấn đề mà chứng chỉ tiếng Anh rồi bằng TOEIC, TOEFL, IELTS là các bạn forget it, quên đi, không có sợ cái vấn đề đó nha các bạn. Rồi xong cái vấn đề các con, để mình nhớ lại những cái câu hỏi lúc mình phỏng vấn đại sứ quán rồi mình trả lời cho các bạn. À một cái nữa là người ta sẽ hỏi các bạn là bạn có mối quan hệ nào ở bên Mỹ hay không, tức là có cô chú gì, bạn anh yêu gì, người yêu rồi gì bên Mỹ không. Thì nếu mà có thì các bạn cứ thành thật trả lời là có, nếu không thì cứ trả lời là không. Tại vì khi các bạn nói dối á, người ta phỏng vấn viên mà, người ta phỏng vấn ngày cả trăm người, thì người ta đã có một cái kỹ năng rất là cao trong cái vấn đề biết mình nói dối hay là không. Ví dụ các bạn nói có nhưng mà các bạn nói không, thì người ta hỏi tiếp tiếp là lộ ra là mình nói dối, tật là coi như là có khi các bạn bị cancel, không bao giờ được phỏng vấn visa đi Mỹ nữa luôn đó. Nên là nếu có cái nói có trong cái vấn đề mà mối quan hệ ở Mỹ. Và một cái vấn đề tiếp theo nữa để mình nghĩ xem này, còn vấn đề gì trong đại sứ. À nhớ rồi, bây giờ là một cái vấn đề nữa là cái vấn đề mà trang phục khi các bạn đến đại sứ quán. Thì mình nghĩ là đối với các bạn nữ hay là các bạn nam vậy, là nên mặc mặc lịch sự để tạo thiện cảm.
Thì đó các bạn nam chứ nè, thì các bạn nam thì cứ mặc áo sơ mi xong rồi lặn lặn cổ tay lên cỡ tầm đai thôi, đừng có lặn lên tới đai, nhìn giang hồ lắm, rất liền à. Đó sơ mi xong rồi quần quần jean, quần jean thì quần jean màu đen hay là màu xanh gì cũng được hết á. Thì lúc mình đi phỏng vấn là mình phỏng vấn màu quần, mang một cái áo sơ mi dài tay với lại một cái quần jean màu xanh nước biển thì cũng có sao hết á. Thì jean đen jean xanh gì cũng được, dài thì các bạn nhớ là mang dài ít nhất là dài thể thao hoặc là dài tay thì càng tốt, không thì dài thế nào, đừng có mang quay hậu hay là giúp lào nha, rớt liền, người ta nhìn người ta không có thiện cảm với các bạn, người ta cho rớt. Đầu tóc phải gọn gàng, như tóc như mình như này là quá dài nhưng mà đang muốn để tóc dài thì nên để dài thôi, chứ thật ra nếu mà như cái đầu như mình là cũng không có ổn thì coi nha. Đó. Và một cái kinh nghiệm khi các bạn vào đại sứ quán, các bạn cứ tự tin trả lời, không có sợ gì hết được, tại vì các bạn nghĩ trong tim mình này, mình đến đây mình đã chuẩn bị kỹ càng rồi, bây giờ là một người tốt các bạn nhé, mình là người tốt, mình chuẩn bị kỹ càng, mình qua Mỹ với mục đích tốt, chẳng có gì phải sợ cả. Các bạn đừng luôn nó tự nhiên nó vô bổ đi, các bạn nhìn thẳng trực tiếp vào người chờ người hỏi, ví dụ người ta hỏi mày muốn qua Mỹ làm gì, tao muốn qua Mỹ để tao thực tập sinh, tao muốn học phân bón ABC, tao muốn học thuốc trừ sâu, trừ con thỏ con dê con bò con lợn con heo, mình nói thẳng vào mặt nó như gọi là mình đang sọc 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 sọc, mình phản ứng lại với nó là nó tính à thằng này có quyết tâm qua Mỹ này kia, người ta cho chứ các bạn đừng có sợ sệt này kia là người ta bắt đầu người ta đâm nghi liền. Ai thì mà qua đó một số chia sẻ về cái vấn đề visa J-1 vì Mỹ, nếu các bạn có câu hỏi nào thì các bạn comment ở bên dưới cái video hoặc là gửi tin nhắn Facebook cho mình nha. Ok, see you.